Nhớ đi nhá, em chỉ cần laptop để xem phim từ lúc hết bình thường thôi. Rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền hai anh chị ạ. Và bây giờ em đảm bảo rằng là em sẽ tìm cho hai anh chị một chiếc laptop cực kỳ phù hợp luôn. Rồi mời anh chị vào đây nhá. Dạ vâng, chị có thể thấy ở đây rất nhiều những chiếc laptop dành cho phái nữ đấy chị ạ. Chị có thấy cái nào đẹp không? Em ơi, chị có con laptop nào mà màn hình nó xịn đẹp đẹp tí không? Mà con này màn cùi thế. Màn hình cực xịn ạ. Úi dồi, em có ngay sản phẩm cho anh. Đây là một chiếc laptop có màn hình 2K, xem nét đến từng lỗ chân lông, cực kỳ phù hợp để các anh em xem phim và tất cả mọi thứ luôn. Ok, này nhẹ thế nhở? Dùng được đấy anh ạ. Có con màn nào 240Hz không em? Có cạc sợi không? Này, có cần phải cạc sợi không anh? Cần chứ em. Bây giờ nhá, em mà làm video, edit video này, em mà xem phim này, em mà chơi game này đều phải cần hình ảnh đẹp hơn đó, cần cạc sợi hết đấy. Có hàng không em? Có anh ơi. Ồ, Core i7 này, màn hình 15 inch, 240Hz nữa. Anh ơi, anh đừng quên là con này nhá, nó còn có RTX 3000 luôn anh ạ. Cực kỳ hợp lý. Tuyệt. Có RTX 3080 không em? Có luôn anh ơi, ngay trong này luôn này. RTX 3080. Anh đến với đúng cái laptop rồi đấy. Chiếc laptop này nhá, có i7-11800H, có RTX 3080, 16GB. Anh thấy thế nào, hợp lý không anh? Nhìn giá đây này, 74 triệu, cần thiết không anh? Em nhìn đi, Core i thế hệ 11 này, 16GB này, RTX 3080 này, để tất cả mọi thứ anh cần để chơi game. Anh chơi game? À mà em cũng chơi game đúng không? Nhưng mà em nghĩ là mình không cần có laptop xịn đến thế. Tiền đi, em biết những gì chúng ta cần mà. Nó có thể hơi đắt, nhưng một người tuyệt vời như em cần những con laptop mạnh nhất và khỏe nhất. Ok, xúc. Chơi. Múc. Múc. Nếu nhắc đến Gigabyte ấy, thì các bạn nghĩ nhiều đến kiểu main này, card này, cùng lắm là màn hình gaming thôi, thay vì kiểu một chiếc laptop gaming. Nhưng mà các bạn thấy đấy, trên bàn mình đây là một chiếc laptop gaming của Gigabyte và với tên gọi là Aorus 15P. Và đây là một trong những mẫu laptop gaming đầu tiên Gigabyte mang về Việt Nam. Và không biết là Gigabyte có hy vọng gì với nó không thì chúng ta cùng tìm hiểu trong video này nhé. Trong lần ra mắt này thì chiếc Gigabyte Aorus 15P chúng ta có 3 phiên bản khác nhau với 3 cấu hình khác nhau và tất nhiên là 3 cái giá thành khác nhau rồi. Thì điểm chung của cả 3 cái phiên bản đều sử dụng đó chính là chiếc Core i7-11800H. Và ngoài ra chúng ta đều dùng đó chính là 32GB. Nhưng mà điểm khác nhau duy nhất giữa 3 mẫu này đó chính là các bạn sẽ thay đổi cả màn hình. Ví dụ như là ở mẫu rẻ nhất 43 triệu các bạn sẽ có chiếc 3060, cao hơn chút là 3070 và phiên bản mình đang có là chiếc 3080. Và ngoài ra thì SSD trên phiên bản 3070, 3080 sẽ là 1T, còn trên phiên bản 3060 chỉ là 512GB mà thôi. Nhưng ngay từ khi mình cầm cái laptop này, mình cảm thấy một điều đó rất là bất hợp lý. Tại vì khi các bạn phải bỏ ra 74 triệu đồng, con số không hề nhỏ, các bạn chỉ được một cái màn hình Full HD thôi. Mặc dù nó là Full HD IPS 240Hz nhưng mà trong đầu mình vẫn đặt rất nhiều dấu hỏi tại sao Gigabyte trang bị một con laptop phải có i7, 16GB, cả màn hình 3080 cực kỳ mạnh mẽ mà chỉ có màn hình 15 inch và Full HD mà thôi. Thì câu trả lời này được giải đáp ngay khi mà mình test game thử vào chiếc laptop này. Thì trong tất cả các tựa game AAA mới như kiểu Assassin's Creed Odyssey hay là kiểu Cyberpunk 2077 ấy, thì mặc dù chiếc 3080 này tên các bạn nghe là rất là ngầu đúng không? Nhưng mà trái lại với đàn anh cực kỳ mạnh mẽ trên máy bàn thì chiếc 3080 laptop nằm trên chiếc Gigabyte 15P này chỉ đạt được khoảng tầm 60fps trung bình, thiết lập cấu hình cao nhất khi mà các bạn chơi các tựa game đỉnh cao. Tức là Full HD các bạn vẫn đang, con 3080 này vẫn đang khá là gọi là mệt mỏi khi mà các bạn phải chạy ở một mức thiết lập cao như vậy. Và bù lại thì Gigabyte họ chuyển đổi cho chúng ta đó chính là các bạn có một cái màn hình 240Hz. Tức là khi mà các bạn chơi các tựa game online và đặc biệt là các tựa game eSports, nhưng mà khi mình chơi thử CSGO, khi mà mình giảm hết tất cả các thiết lập xuống mức thấp nhất thì chiếc Gigabyte 15P này đạt vừa đủ đó chính là 240fps trung bình khi mà các bạn chơi game. Tức là đây là một chiếc laptop của các bạn phục vụ chính cho các bạn trong việc chơi game online, và ngoài ra các bạn có thể chơi được các tựa game offline AAA và ở thiết lập cao nhất nhưng mà chỉ được khoảng tầm 60fps mà thôi. Và muốn lên khoảng trên cao một chút thì các bạn sẽ phải giảm một ít cấu hình xuống. Nhưng mà nếu Gigabyte quảng cáo đây là một chiếc laptop gaming và chỉ quảng cáo như vậy, có lẽ mình dừng ở đây được rồi. Nhưng mà với chiếc màn hình 15 inch Full HD 240Hz này còn trang bị đó chính là tấm nền IPS thì ok, màu nó về lý thuyết là khá là ok. Và để chứng minh cho cái sự màu ok đó thì Gigabyte trang bị cho chúng ta, họ quảng cáo đó chính là độ phủ màu là 72% NTSC, tức là nó sẽ khoảng tầm 99% sRGB. Và ngoài ra với độ delta E nhỏ hơn 1 và hỗ trợ chuẩn màu Pantone thì đây có lẽ không dừng lại ở một chiếc laptop gaming mà còn nó còn phục vụ tốt cho các bạn nào mà cần làm những công việc về màu sắc và in ấn nhiều ấy, và gọi là các bạn nhà sáng tạo, gọi là creator. Và nếu mà các bạn sử dụng bộ phần mềm của Adobe như là kiểu Premiere
hay là dựng như AE chẳng hạn, thì chiếc laptop Gigabyte 15P này, phiên bản này có một cấu hình rất là mạnh. Và kể cả các phiên bản và cấu hình thấp hơn nữa vẫn đủ cho các bạn dựng những cái project ở mức trung bình cao vẫn dựng được nhá. Tại vì chúng ta có i7 16GB, chúng ta có 3080 mà vẫn dựng thoải mái. Và ngoài ra nếu mà các bạn dùng các phần mềm mà chủ yếu dùng để in ấn hoặc là màu sắc ấy, thì với cái Delta E nhỏ hơn 1, tức là độ lệch màu gần như không có và rất là chuẩn, gần như đúng như các bạn sẽ nhìn thấy những gì các bạn in ra trên cái màn hình này. Và ngoài ra hỗ trợ chuẩn mực Pantone thì các bạn sẽ thoải mái hoàn toàn là làm các công việc về in ấn hay là màu sắc rất là ok trên con laptop này. Và vì vậy thì có lẽ là chiếc Gigabyte 15P này nó không dừng lại ở laptop gaming đâu, mà nó sẽ kiểu nằm giữ chủ yếu ở gaming và ngoài ra phục vụ cho công việc cũng rất là tốt. Ok, như vậy là về phần gaming và kể cả ngoài gaming nữa thì Gigabyte 15P đến hiện tại vẫn đang là một chiếc laptop khá là tốt. Nhưng mà với một chiếc laptop đặc biệt là với giá 74 triệu đồng thì mình tin chắc rằng các bạn khi mua laptop các bạn sẽ không phải chỉ dừng ở mức gọi là nó chơi game mạnh ra sao, và các bạn sẽ cần rất nhiều thứ ở đó. Và về mặt tổng quan thiết kế thì đối với mình, thiết kế của chiếc Gigabyte 15P này ở mức gọi là trung bình, khá là ưa nhìn. Mà nhưng mà nói về đột phá thì chắc là chưa đến mức đột phá đâu, chỉ ở mức ưa nhìn mà thôi. Và cổng kết nối hai bên thì mình thấy khá là đầy đủ, đặc biệt là sự xuất hiện của cổng HDMI 2.1 và DisplayPort 1.4 thì các bạn hoàn toàn có thể kết nối với các màn hình độ phân giải cao ở ngoài và tận dụng tối đa được sức mạnh của con 3080 này để lên độ phân giải cao thì nó sẽ ổn hơn. Và nhưng mà có một đặc điểm ấy mà mình thấy khá là buồn, đó chính là cái phần cổng cắm nguồn ở bên tay phải này. Thì khi mà các bạn cắm nguồn bên tay hông ấy thì các bạn di chuột sẽ thỉnh thoảng bị vướng vào cái dây nguồn và nó sẽ hơi kiểu vướng víu một tí. Còn lại thì những cái cổng như là 3 cổng USB 3.2, một cổng Type-C, Thunderbolt thì mình thấy là quá là đủ cho anh em dùng laptop rồi. Tiếp tục với những thứ hay ho ấy, thì trên chiếc Gigabyte 15P này nó chính là bàn phím. Về cảm giác gõ của bàn phím mình thấy là khá là tốt. Và ngoài ra Gigabyte trang bị cho chúng ta đó chính là cái đèn LED trên từng phím riêng biệt, mỗi phím một LED, nên là các bạn yên tâm là độ sáng nó cực kỳ rực rỡ và nó chuyển màu rất là đẹp. Nhưng mà bù lại thì các bạn nào mà kỹ tính quá, các bạn nhìn vào trong cái phần số này thì các bạn vẫn có thể thấy đó chính là kiểu đèn LED ở giữa nó sáng hơn bên ngoài một chút, nhưng mà thực ra là các bạn khó tính quá, các bạn nhìn thấy thôi. Còn bình thường mình dùng mình nhìn màn hình là chính, bàn phím kiểu nhìn đủ dùng như này là khá là ok rồi, đặc biệt là kiểu mỗi phím một LED cơ mà. Nhưng mà Gigabyte trang bị cho chúng ta là mỗi phím một LED nhưng lại không cho chúng ta chỉnh màu trên mỗi phím, mà các bạn chỉ có thể sử dụng trong phần mềm Output Center, Control Center và các bạn chỉnh LED kiểu như là theo từng chế độ sẵn của Gigabyte mặc định mà thôi. Và nhưng mà như vậy đối với mình là quá đủ rồi, tại vì để nhiều như này để chụp ảnh nhìn đẹp là chính, chứ chơi game bình thường để một màu tắt đi nhìn cho đẹp được, chứ cần gì các bạn nhìn nhiều màu như này rối mắt lắm. Và nói đến cái bàn phím ấy, chúng ta không thể nào quên được cái trackpad trên Gigabyte 15P này. Nhưng mà trái bàn phím là rất là hay và thực sự là rất là đẹp. Thì trackpad của Gigabyte 15P nó chỉ ở mức gọi là vừa đủ dùng thôi, nó không phải rộng, thực ra nó hơi bé. Và ngoài bề mặt của chiếc trackpad cũng chỉ là phủ nhựa chứ không phải phủ kính. Kết hợp với cái thời lượng pin khoảng tầm 4-5 tiếng khi mà các bạn kiểu dùng xem phim cơ bản, lướt web ấy, thì đây có lẽ không phải là một chiếc laptop đủ tốt để các bạn mang ra quán cà phê làm việc cả ngày, tại vì các bạn sẽ buộc lòng các bạn phải mang thêm một cục sạc, nó khá là to. Và ngoài ra trackpad thì các bạn cũng phải, nó sẽ hơi bé và cảm giác gì cũng không thể sướng lắm được. Nên là mình nghĩ đây chỉ là một chiếc laptop gaming dùng ở nhà, cắm điện dùng mà thôi, hoặc cùng lắm các bạn mang đi kiểu đi học ấy thì mang đi một buổi thôi. Còn đến nếu mà mang lên cả 2 buổi thì các bạn sẽ phải mang thêm một cục sạc để tiếp điện cho nó khi cần. Với mức giá dao động từ khoảng tầm 46 triệu cho phiên bản 3060 và lên đến 74 triệu cho chiếc 3080 như mình đang có ở đây, thì các bạn chắc chắn sẽ phải suy nghĩ ít nhiều khi mà mua laptop tầm giá này. Các bạn sẽ phải nghĩ các hãng khác hay là các bạn sẽ phải nghĩ các bạn cần cái gì. Nhưng mà tin vui ở đây đó chính là chiếc Gigabyte Aorus 15P này cho các bạn cái sự lựa chọn khá là tốt. Tại vì theo mình thấy thì nó không chỉ dừng lại ở một chiếc laptop gaming mà nó còn cho các bạn cái khả năng mà xử lý hình ảnh màu sắc nó khá là chuẩn. Và ngoài ra Gigabyte họ cũng biết cách, đó chính là lọc bỏ những cái công nghệ thừa thải không cần thiết khi mà chỉ trang bị cho chiếc laptop này đó chính là màn hình Full HD mà thôi. Tại vì các bạn cũng chỉ dùng chơi game được ở mức Full HD và cấu hình cao ở trên chiếc laptop này, cũng không cần thiết đến màn hình 2K 144, tại vì 2K 144 đảm bảo là con laptop này nó sẽ không thể nào cân được. Tại vì các bạn thấy đấy, chơi ở Full HD mà thiết lập cao nhất nó đã chỉ khoảng tầm 60fps rồi, đến 2K thì ai chơi nữa. Và theo mình thì đây là một chiếc laptop đáng để các bạn cân nhắc trong cái tầm giá khoảng tầm từ 44 đến khoảng tầm 70-75 triệu ấy. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.